Chim ở nhà thì chơi ra, còn bé không chơi. Bác nên đào thải những con chim nó đi. Bác hãy cứ ước mơ nhé. Những trường hợp này những con chim mà các bác mua, các bác thứ nhất là các bác cầm con chim đấy được anh hầu như là rất nhiều anh em cầm những con chim đấy, rất nhiều anh em. Cuộc chơi nó phải đào thải bác ạ, phải đào thải những con chim đó đi. Nếu con chim lật cầu nhanh, em chuyển sang hai cầu thẳng lồng sinh, có lại nó lại lên vanh nhiều, vậy nên để bốn cầu góc hay lên cầu thẳng. Vâng bác Hoàng Gia, em nghĩ là bác để con chim đấu như vậy ok hơn nhá. Các bác còn hiểu thế này này, giữa một con chim lật cầu nhanh, lật cầu quá nhanh, và một con chim bác để lồng sinh mà hai cầu thẳng, một con chim nó lên vanh nhiều ấy, đấy nó lên vanh. Nhưng mà các bác hiểu này, con chim nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh, và cá nhân em lại đánh giá rất cao những con chim lên vanh, đánh giá rất cao những con chim lên vanh. Tại vì thông thường ấy, các bác nên biết là thời xưa là các ông cha hay là anh em, một số những người đi trước, hay cả những tụi em thôi, tụi em là những người đi trước, thì hồi trước thì cách đây 5 năm đổi trước, bây giờ nó đã 6 năm rồi, thì là hội thi hót đấu, đúng không? Họ hiểu hót đấu tức là những con chim vẫn đứng một chỗ được, không xỉa lông mà hót nhiều thì vẫn là vào giải. Nhưng bây giờ con chim phải là hội thi đấu hót thì phải là đấu trước và hót sau, đúng không ạ? Thì con chim đấy thì phải là thái độ hàng đầu, mà thái độ hàng đầu mà có những con chim mà lên banh xuống cầu ấy, là những con chim đó nó rất là hung hãn và tố chất rất cao. Đặc biệt là những con chim đó nó không bao giờ nó mất bộ, nó không bao giờ nó mất bộ, bởi vì nó lên vanh xuống cầu. Nhưng mà nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh. Đấy, nếu như mà nó lên vanh nó xuống cầu ngay, đấy thì các bác nên để con chim đó có thể cầu cầu đó. Còn nếu con chim mà lật cầu quá nhiều, chạy cầu mà lật cầu quá nhiều ấy, thì nó sẽ mất lực nhiều, nó sẽ mất lực nhiều. Và khi mất lực nhiều mà con chim nó tình cờ mà ở cái nhịp nghỉ mà nó đứng lại thì con chim nó rất dễ bị mất bộ, tại vì cái lực nó đuối. Đó, nó rất dễ mất bộ. Cho nên là nếu với con lồng sinh mà bác để hai cầu thẳng mà con chim nó lên vanh, mà lên vanh xuống cầu thì bác nên để cho nó chơi, nên để nó chơi. Có thể là nó một vài trận nó có thể là nó không bắt nhịp kịp, nhưng về lâu dài thì đó là một điều tín hiệu rất tốt và ok bác nhé. Em có con kè chim nhà thì nó chơi qua qua, nhưng khi nhiều chim anh em kè nhau thì nó lại chơi sung, càng nhiều chim nó càng máu, với nó hay cúp màu phi vào mổ nhau, bác cho em xin ý kiến. Những chim này á, bác cố gắng chăm sóc nó, quan trọng nhất là bác phụ nhốt cho con chim đó nó phù hợp với nước đánh của con chim, chứ còn những chim đấy nó rất là hung dữ đấy, có những con chim đấy rất là hung dữ, nên chăm sóc và nên nuôi những con chim đấy bác nhé. Chứ còn con chim nào mà dí chim chả cục máu. Bác chia sẻ cách bố trí một thẳng hai góc. Ngoài này nhiều anh em bảo em trong hai góc cửa lồng cầu thẳng, em thấy bác bố trí ngược lại, mấy người dạy em là sao ạ? Cho nên là cái gì cả con người mình phải gọi là ai cũng có nghịch cảnh cả, đúng không? Nhưng mà vượt qua nghịch cảnh là thành công, đúng không ạ? Ai cũng có nghịch cảnh cả, nhưng mà vượt qua nghịch cảnh nó là thành công. Và thì các bác để ý là những cái cây lồng của em dùng, đúng không? Em thì nói thật các bác là rất ít chơi lồng sinh. Thực sự lồng sinh là hiện tại lồng nhà em rất là nhiều. Đấy, trên 60 cây cơ. 60 cây. Thế nhưng mà để mà nói những cây lồng sinh thì chỉ đến như đầu ngón tay. Và em chỉ là sưu tầm về để cho nó đủ mẫu để em trưng bày. Đấy, những cái lồng sinh ấy. Và đại đa số của em là lồng vuông. Đấy, đại đa số của em là lồng vuông, và nó tới 90% là lồng vuông. Và một ít gọi là lồng thái. Đấy, chứ còn lồng sinh thì chỉ một và ba cái thôi, chứ không có nhiều. Thế trên này tại sao các bác em chơi bất kỳ một cây lồng nào, dù lồng sinh, lồng thái hay lồng vuông, em đều để tức là một cầu thẳng và hai cầu góc, và hoàn toàn là lồng ba cầu và không có lồng đấu. Đấy, cẩm nam có loại, dạ cẩm nam chỉ có hai loại, đó là một loại bổ và một loại đấu. Loại đấu thì các bác nuôi quanh năm được bác nhá. Đấy, và thì tại làm sao mà em lại để cái cầu thẳng bên trong và hai cái cầu móng ngựa, hai cái cầu góc ra ngoài cửa? Đó là đều phải có nguyên lý, cái nguyên nhân của em. Đấy, làm sao cho nó con chim nó phù hợp, làm sao cho nó tiện dụng đối với người sử dụng các bác nhá. Thứ nhất là em giải thích tại làm sao để như vậy. Điều đầu tiên đó là khi cầu thẳng ở bên trong và có bên ngoài, tức là ở trong nhà, các bác trong còn đi trong nhà,
thì thông thường cái móc lồng các bác phải để hướng quay về đằng sau, đằng trước, đúng không ạ? Khi các bác đưa lồng lên các bác móc vào phát vào xào là được ngay. Đấy, có nhiều bác là quay ngược cái móc về đằng trước thế này, thế là khi móc lên xào các bác phải để cái lồng về đằng sau kéo về đằng trước thì nó móc vào xào và nó rất là khó móc. Đấy, và cái lồng nó không bị cân, nó không được cân khi mà nhìn từ đằng trước vào, mình nhìn hướng cửa ấy được vào, đúng chưa? Là nó không chuẩn, không cân. Thứ hai nữa là khi mình để cái hướng cửa ra ngoài, hướng ra ngoài và cái móc hướng xuôi quay vào mặt bên trong á, thì khi mình móc xào mình để cái lồng trước đặt vào phát được ngay, nó là tốt nhất. Thứ hai nữa là cầu góc để trước, thì khi ở nhà mình mở mặt lên, con chim nó sẽ có cầu góc lên trước, tại vì cái hướng mặt mở ra con chim nó sẽ hướng ra ngoài, nó sẽ lật ra lật lại lật lại thì con chim nó không bị tật lỗi, ít bị tật lỗi lại, thấy chưa? Tiếp theo nữa là những cây cầu thẳng để đằng phía sau, là khi mình cũng là cái nguyên tắc móc lồng lên như vậy, tức là mặt cửa hướng ra ngoài để cho con chim nó đấu cầu thẳng trước, khi đấu dàn thì con chim nó sẽ đỡ mất lực hơn, ok chưa? Và khi bắt đầu vào tốt thì mình sẽ quay cầu góc lại cho nó để làm sao để chở nước con chim đấu cho nó tỉnh táo lại. Và con chim nó khi bọn chim đấu về khuya thì bắt buộc con chim nào nó cũng đã bắt đầu thể hiện là xuống lực, lúc đó nó đã mệt mỏi, đúng không ạ? Nó sẽ dễ bị bể bộ, thế nên là mình phải quay cầu góc vào để cho nó kéo bộ lại và bằng mọi giá để đánh lừa trọng tài và bắt buộc con chim mình phải đấu để cho nó tỉnh táo con chim. Và khi mình quay trở thế cầu lại, con chim nó sẽ lại nước đấu. Đấy là mình có thể là ráng thêm được một đoạn nữa, có thể là từ top 20 vào top 10 hoặc cũng có thể từ top 10 vào chung kết, ok chưa? Rất đơn giản bác Phương Phát Đạt nhá. Đấy, em chia sẻ rất rõ ràng nhá. Em chào 287 bác. Em có con chim dài đòn lì chim, đi thi vài lần đều có giải nhưng mới được hơn 1 năm lồng, có nên đi thi đấu trường không? Nên đi thi tầm 300-500 nghìn đi được nhá. Nhưng mà dìu nó, đừng có ẩu quá. Mình đi những cái đấu trường mà lớn quá con chim nó tụt lại tại vì nó chưa có kinh nghiệm đấu nhiều, đặc biệt là con chim nó chưa khôn. Bác Tú Khang nhá. Đừng có chủ tốc bất đạt, mình cứ từ từ mình lên. Mình đi từ cái véo, dụ mình đi vé 200-300 thì mình có nâng dần lên là 500, đúng không? Mà 500 nó đấu vẫn ok, vẫn được, mình thấy nó còn tốt thì mình có thể là lên vé mà 1 triệu hoặc là 700-800 lên 1 triệu, từ từ mình nâng lên nhá. Những con chim mà các bác cầm ấy, những cái con chim mà nó bể dàn thì ở nhà thì nó mình không thể nói là vấn đề gì được. Tất nhiên nó vẫn là một con chim rất là hung hãn đấy. Thế nhưng mà có bác hiểu nên cái con chim bể dàn nó như thế này này. Các bác cứ hình dung giống như một con gà nó bị bể đòn ấy. Bể đòn, hoặc là những con chim mà các bác nuôi mà trong quá trình các bác chăm sóc mà nó bị một cái tình huống ngoại cảnh, ví dụ như là chuột nó vào nó dí cũng có, rồi bị các bác tắm chim mà không may bị quên ấy, không may bị quên á mà để mèo dí ấy. Đấy thì nó cũng không phải là vấn đề nguy hiểm, nhưng mà không phải là nó bể dàn nó lên nó dàn nó gặp con chim nào nó cũng sợ, nhưng mà vô tình tức là trong một cái quãng thời gian các bác chơi trên dàn là con chim nó sẽ nhớ được cái đòn nó nhớ đến cái đòn nó, bắt đầu nó sẽ bị hoảng, nó sợ vì bản chất của chồng mà nó nhớ rất là dai, bản chất của chồng mà nó nhớ muôn đời luôn đấy. Mà các bác hiểu là không kể những con chim mà nó sợ phải đòn đánh đấy, mà đôi khi con chim mà nó nguy hiểm nhất ấy, là nó sợ phải giọng nữa đấy. Con chim mà nguy hiểm nhất là nó sợ phải giọng. Đấy, cho nên là những con chim mà nó đã sợ giọng rồi thì các bác không bao giờ các bác cầm con chim nó chơi được. Đấy, không bao giờ cầm chim chơi được. Có thể nó bị bể già, nó sợ đòn thì có thể là nó có thể là chơi chỗ này chỗ kia được, nhưng mà đã là sợ giọng và sợ bể già rồi thì không bao giờ các bác chơi được nhá bác nhá. Chứ còn cái vấn đề mà con chim sợ chim đó là chuyện rất bình thường. Chim sợ chim nó bình thường, tức là nó chỉ sợ con chim đó thôi chứ không phải nó sợ đòn đánh. Nó sợ con chim, tức là nó nghe những cái giọng điệu hay là cái phách đánh của con chim nó sợ, nhưng mà nó chỉ là một trong những trường hợp này nó rất là hi hữu. Đấy, cho nên là với trường hợp mà con chim sợ chim ấy, thì các bác thấy là những hình dung các bác để ý là những con chim đấu dàn ấy, tức là nếu như nó đứng bên con chim đó mà nó sợ thì nó sẽ bỏ nó đấu ngay. Có con tắm khô rồi, có con bỏ chạy, có con này kia đấy.
nhưng mà đi chỗ khác mà không có anh chịu đấy là vẫn đó bình thường, nó không có sợ gì cả.